bí mật tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo. Bạch Dương đang trải qua giai đoạn sự nghiệp khởi sắc với nhiều cơ hội mới mở ra. Tài lộc cũng theo đó mà tăng tiến, mang lại niềm vui và động lực lớn. Điều này giúp họ tự tin hơn trong công việc, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách để tiến xa hơn. Kim Ngưu cảm thấy tình cảm thăng hoa, mối quan hệ trở nên ấm áp và sâu sắc hơn. Công việc ổn định giúp họ có thời gian và tâm trí để chăm sóc bản thân và người thân. Họ cũng có thể tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Song tử đón nhận cơ hội kinh doanh mới, mở ra nhiều triển vọng phát triển. Sức khỏe dồi dào giúp họ có đủ năng lượng để thực hiện mọi kế hoạch. Sự kết hợp giữa tài năng và sức khỏe giúp Song tử đạt được nhiều thành công đáng kể trong thời gian tới. Cự Giải cảm thấy hạnh phúc khi gia đình hòa thuận, mọi thành viên đều yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau tài chính vững vàng giúp họ yên tâm hơn trong cuộc sống có thể tập trung vào những mục tiêu dài hạn và tạo dựng một tương lai ổn định cho gia đình sư tử tràn đầy năng lượng sáng tạo giúp họ tỏa sáng trong công việc và cuộc sống tình cảm viên mãn khiến họ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn sự kết hợp giữa tài năng và tình yêu giúp sư tử vượt qua mọi thử thách đạt được nhiều thành tựu công việc của xử nữ đang trên đà thăng tiến mang lại nhiều cơ hội mới tuy nhiên bạn cần chú ý đến sức khỏe tránh làm việc quá sức hãy dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân để duy trì năng lượng cho những thử thách sắp tới thiên bình sẽ thấy quan hệ xã hội mở rộng mạnh mẽ mang lại nhiều cơ hội thăng chức bạn sẽ gặp gỡ nhiều người mới và nhận được sự hỗ trợ quý báu từ họ hãy tận dụng thời gian này để xây dựng các mối quan hệ chiến lược giúp ích cho sự nghiệp. Bọ Cạp sẽ thấy kế hoạch tài chính của mình thành công vượt mong đợi. Tình duyên của bạn cũng nở rộ, mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy tận dụng thời gian này để củng cố mối quan hệ và lập kế hoạch tài chính dài hạn. Nhân Mã sẽ trải qua những chuyến du lịch thú vị, mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ. Công việc của bạn cũng thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội phát triển. Hãy tận dụng thời gian này để khám phá thế giới và mở rộng tầm nhìn của mình. Ma kết sẽ thấy sự nghiệp thăng hoa, đạt được nhiều thành công lớn. Tuy nhiên, bạn cần chăm sóc sức khỏe, tránh để căng thẳng ảnh hưởng đến cuộc sống. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả cao nhất. Bảo Bình sẽ đón nhận những sáng kiến mới mẻ và độc đáo, mang lại cảm giác tươi mới và tràn đầy năng lượng những ý tưởng này không chỉ giúp họ tiến xa trong công việc mà còn tạo cơ hội kết nối với những người chung chí hướng mở rộng mối quan hệ xã hội song ngư sẽ có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn trong thời gian tới với gia đình hòa hợp họ cảm thấy yên tâm và tự tin hơn để đưa ra những quyết định tài chính lớn điều này giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai mang lại sự thịnh vượng bạch dương sẽ trải qua tháng của sự đổi mới và thử thách những thay đổi này có thể đem lại nhiều cơ hội phát triển giúp họ khám phá tiềm năng bản thân dù gặp khó khăn bạch dương luôn kiên trì và quyết tâm vượt qua đạt được những thành tựu đáng kể kim ngưu sẽ tận dụng thời gian này để củng cố các mối quan hệ quan trọng họ nhận ra rằng sự hỗ trợ và đồng hành từ bạn bè người thân có vai trò quan trọng trong cuộc sống điều này giúp kim ngưu cảm thấy an tâm và mạnh mẽ hơn trong mọi tình huống Song Tử sẽ khám phá những đam mê mới và phát triển kỹ năng cá nhân. Thời gian này, họ có cơ hội thử nghiệm những điều mới lạ, từ đó tìm ra hướng đi phù hợp. Điều này không chỉ giúp Song Tử mở rộng tri thức mà còn nâng cao khả năng giải quyết vấn đề. Cự Giải nên tập trung cải thiện môi trường sống để tạo ra không gian thoải mái và yên bình cho bản thân và gia đình. Việc trang trí nhà cửa cải thiện không gian xanh và dọn dẹp gọn gàng sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực và tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân sư tử trong tháng này sẽ được công nhận khả năng lãnh đạo của mình hãy tận dụng cơ hội để thể hiện bản lĩnh và khả năng quản lý dẫn dắt nhóm làm việc điều này không chỉ giúp bạn thăng tiến mà còn xây dựng uy tín vững chắc trong công việc sử nữ cần thận trọng trong các quyết định tài chính để tránh rủi ro không mong muốn việc lập kế hoạch chi tiêu hợp lý và đầu tư thông minh sẽ giúp bạn duy trì ổn định tài chính hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia để đưa ra những quyết định chính xác thiên bình nên tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân việc dành thời gian cho gia đình và bản thân sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng và tái tạo năng lượng hãy học cách quản lý thời gian hiệu quả để đạt được mục tiêu trong cả hai lĩnh vực bọ cạp có thể mong đợi sự nghiệp của mình có bước ngoặt lớn trong thời gian tới hãy sẵn sàng đón nhận những thách thức và cơ hội mới sự kiên nhẫn và quyết tâm sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu đáng kể và tạo nên bước tiến quan trọng trong sự nghiệp nhân mã tháng này sẽ được trải nghiệm sự tự do và phiêu lưu không giới hạn những chuyến đi xa những cuộc gặp gỡ mới sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội và kiến thức quý giá hãy tận hưởng từng khoảnh khắc và không ngại mở lòng để khám phá thế giới xung quanh kết nên tập trung đầu tư thời gian vào việc học tập và phát triển bản thân Đây là cơ hội để bạn nâng cao kỹ năng và kiến thức chuẩn bị cho những thử thách phía trước sự nỗ lực hôm nay sẽ mang lại thành quả xứng đáng trong tương lai gần Bảo Bình sẽ có cơ hội kết nối với những người cùng chí hướng trong tháng này hãy tham gia vào các sự kiện hội thảo hoặc nhóm cộng đồng để mở rộng mạng lưới xã hội những mối quan hệ mới sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội hợp tác và phát triển, song ngư nên dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân đừng để công việc và những lo toan hàng ngày làm bạn mệt mỏi hãy tìm đến những hoạt động giúp bạn cân bằng tinh thần và nạp lại năng lượng cho cơ thể bạch dương tháng này nên tăng cường mối quan hệ đồng nghiệp sự đoàn kết và hợp tác sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành công trong công việc hãy lắng nghe chia sẻ và hỗ trợ nhau để tạo nên môi trường làm việc tích cực hiệu quả và đầy sáng tạo kim ngưu sẽ nhận thấy những cơ hội tài chính bất ngờ xuất hiện trong tháng này hãy chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng các cơ hội đó dù là đầu tư nhỏ hay lớn đều có thể mang lại lợi nhuận đáng kể sự nhạy bén và quyết đoán sẽ giúp kim ngưu thành công song tử nên tiếp cận những cơ hội mới trong công việc với tâm thế mở rộng và học hỏi điều này không chỉ giúp bạn phát triển kỹ năng mà còn mở ra nhiều cánh cửa mới hãy sẵn sàng đón nhận và khai thác những cơ hội này để tiến xa hơn trong sự nghiệp cự giải sẽ có cơ hội củng cố tình cảm gia đình trong tháng này dù bận rộn với công việc bạn vẫn nên dành thời gian để quan tâm và chăm sóc người thân sự ấm áp và gắn kết gia đình sẽ là nguồn động lực lớn giúp bạn vượt qua mọi thử thách sư tử có dịp thể hiện tài năng nghệ thuật của mình dù là âm nhạc hội họa hay viết lách hãy tận dụng thời gian này để sáng tạo và chia sẻ đam mê của mình sự công nhận từ người khác sẽ mang lại niềm vui và sự tự tin cho bạn xử nữ nên xem xét và lên kế hoạch dài hạn cho tương lai điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về mục tiêu và phương hướng đừng ngại thay đổi hoặc điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ mang lại thành công bền vững thiên bình sẽ phát triển các mối quan hệ đối tác chiến lược trong tháng này cơ hội để kết nối với những người có cùng tầm nhìn và mục tiêu sẽ mở ra đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thúc đẩy sự nghiệp và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình bọ cạp sẽ trải qua tháng của sự sáng tạo và đổi mới những ý tưởng độc đáo sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách hãy tận dụng thời gian này để thể hiện tài năng và khám phá những khía cạnh mới trong công việc và cuộc sống nhân mã sẽ có cơ hội mở rộng mạng lưới xã hội trong tháng này những mối quan hệ mới sẽ mang lại nhiều lợi ích và cơ hội hợp tác. Hãy chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng và kết nối với những người có cùng đam mê và sở thích. Ma kết sẽ đạt được mục tiêu nghề nghiệp quan trọng. Sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là thời gian để nhìn lại những thành tựu và chuẩn bị cho những thử thách mới trong tương lai. Bảo Bình sẽ khám phá những ý tưởng kinh doanh mới sự sáng tạo và tư duy đột phá sẽ giúp bạn tìm ra những hướng đi mới hãy tự tin triển khai các dự án và không ngần ngại thử sức với những lĩnh vực mà bạn chưa từng trải nghiệm song ngư nên tập trung vào sức khỏe tinh thần trong tháng này đừng quên dành thời gian cho bản thân thực hành thiền hoặc yoga để giảm căng thẳng sự cân bằng tinh thần sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách và cải thiện chất lượng cuộc sống bạch dương sẽ đối mặt với nhiều thử thách mới nhưng đây cũng là cơ hội để bạn đặt ra và chinh phục các mục tiêu mới sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng sẽ mang lại thành công rực rỡ hãy tự tin và mạnh mẽ tiến lên phía trước kim ngưu cần tìm kiếm sự ổn định trong cuộc sống hãy đánh giá lại các mối quan hệ xung quanh và chú trọng vào những điều mang lại sự bình yên sự ổn định sẽ giúp bạn tự tin hơn trong các quyết định và hành động của mình song tử sẽ có cơ hội học hỏi từ những trải nghiệm mới hãy mở lòng và sẵn sàng đón nhận những kiến thức kỹ năng mới mẻ những trải nghiệm này không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống mà còn giúp bạn trưởng thành và phát triển toàn diện cự giải nên tập trung vào việc tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai hãy dành thời gian để xây dựng kế hoạch dài hạn cả về tài chính lẫn sự nghiệp một nền tảng vững chắc sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc đối mặt với mọi tình huống khó khăn